Tiếp theo Lan sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký bản quyền ATP Care nhé. Đầu tiên đối với những ai đăng nhập vào phần mềm ATP Care bên Lan lần đầu tiên nhé, sẽ được dùng thử trong vòng 3 ngày miễn phí. Còn những ai đăng ký mua bản quyền á thì mọi người làm theo hướng dẫn của Lan nhé. Mọi người sẽ bấm vào cái mục thanh toán, mọi người nhớ đây ạ, thanh toán cước. Sau đó nhập cái mã bên Lan đưa cho. Đây là cái bản copy bên Lan, mọi người sẽ bấm kiểm tra. Mọi người thấy chưa? Sẽ bấm sử dụng là xong, là mình được cái bản quyền. Mọi người muốn kiểm tra cái mã đã được nhập hay chưa, mọi người bấm lịch sử thanh toán. Mọi người sẽ thấy ha, cái mã Lan mới nhập. Vào ngày 12 tháng 3. Rồi. Còn ai muốn sử dụng demo lâu hơn hay muốn trải nghiệm thêm hơn thì mọi người comment ngay dưới video này nhé, Lan sẽ hỗ trợ cho mọi người nhé.